Qua kiểm tra rà soát quy hoạch, quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương loại khỏi quy hoạch 4 vị trí công trình thủy điện vừa và nhỏ là dự án thủy điện Đắc Ruồi 1, Đắc Man, Đắc Rót và Sông Chanh 1. Nguyên nhân các dự án này bị loại khỏi quy hoạch do ảnh hưởng đến rừng tự nhiên quy mô, công suất nhỏ. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành văn bản chấm dứt hoạt động đầu tư 3 dự án thủy điện là Đắc Bờ Si 2, Đắc Ruồi 2 và Đắc Ruồi 3 theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cũng trên cơ sở rà soát, tỉnh Kon Tum báo cáo cấp thẩm quyền loại bỏ khỏi quy hoạch xây dựng thủy điện đã có 41 vị trí và không đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư đối với 6 vị trí quy hoạch thủy điện. Nguyên nhân chính là do các dự án này gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, quy mô nhỏ, hiệu quả thấp về kinh tế xã hội và ảnh hưởng đến các quy hoạch khác.